Mình không hề muốn phá hoại tuổi thơ của ai, nhưng xung quanh Diddly luôn có những câu chuyện bí ẩn. Khi chụp hình tại công viên của Diddly thì nhân viên sẽ yêu cầu xem lại những bức ảnh vừa chụp. Nếu phát hiện ra điều bất thường thì sẽ tặng quà để đánh lạc hướng, sau đó gọi cho bộ phận an ninh. Trong một khu vực vui chơi chỉ có duy nhất một Mickey được phép làm việc. Nếu xuất hiện Mickey thứ hai thì phải kiểm tra mắt để phát hiện ra kẻ giả mạo, bởi trang phục hóa trang đều được khoét một lỗ ở mắt để nhận dạng. Sau đó bộ phận an ninh sẽ dẫn kẻ giả mạo xuống một đường hầm, lập tức rời đi và không được nhìn lại. Phải chăng như đang che giấu một bí ẩn gì đó?